Thành phố Uông Bí là đô thị loại 2 thuộc tỉnh Quảng Ninh, nằm tại phía Bắc Việt Nam, giữ vai trò là trung tâm phía Tây của tỉnh. Hơn thế, với ưu thế gần với thành phố Hạ Long và thành phố Hải Phòng, thành phố Uông Bí là đô thị có tiềm năng phát triển nhờ kết nối với các đô thị lớn. Phạm vi nghiên cứu quy hoạch chung đô thị Uông Bí là khoảng 300 km2, gồm toàn thành phố Uông Bí, một phần của thị xã Đông Triều và một phần của thị xã Quảng Yên. Thành phố Uông Bí có vai trò là đô thị trung tâm phía Tây tỉnh Quảng Ninh, phát triển theo dọc quốc lộ 18, trở thành trung tâm y tế, giáo dục của tỉnh Quảng Ninh. Thành phố có nhiều các công trình công nghiệp lớn như mỏ than Vàng Danh, nhà máy nhiệt điện, khu công nghiệp Phương Nam và cảng Điền Công. Phía Bắc là núi, trong đó có nhiều công trình văn hóa di sản lịch sử như quần thể di tích danh thắng Yên Tử, Thiên viện Trúc Lâm, chùa Ba Vàng. Tại thành phố Uông Bí, cùng với việc xây dựng các trọng điểm thương mại mới tại phía Nam khu phố hiện hữu, sẽ xây dựng đô thị cửa ngõ mới phía Tây và đô thị đại học ở phía Đông. Bốn trọng điểm này sẽ hình thành vành đai đô thị vững chắc giữa quốc lộ 18 và đường tránh quốc lộ 18. Nhờ đó, có thể bảo tồn được dãy núi tự nhiên giàu đẹp của vùng đất chúng ở phía Nam. Ngoài ra, phía Nam vành đai đô thị là các trọng điểm công nghiệp và nông nghiệp. Phía Bắc có các chức năng resort lịch sử tự nhiên như khu vực Yên Tử, Hồ Yên Trung và mỏ than Vàng Danh. Cùng với việc mở rộng liên kết các chức năng riêng rẽ sẽ kết nối toàn thể bằng đai đô thị. Giao thông đối ngoại của khu quy hoạch là quốc lộ 18, đường tránh quốc lộ 18, quốc lộ 10 và đường sắt. Trong tương lai, dự kiến sẽ xây dựng đường cao tốc, đường sắt một giai và mở rộng cảng. Trục Đông Tây và trục Bắc Nam trở nên rất quan trọng khi xây dựng vành đai đô thị. Tại trung tâm thành phố Uông Bí có hành lang cây xanh bảo vệ tuyến dầu với chiều rộng 130m chạy qua. Quy hoạch chung lần này đề xuất xây dựng tuyến đường sắt một giai dọc hành lang cây xanh bảo vệ tuyến dầu này. Đường sắt một giai có năng lực vận chuyển lớn hơn so với xe buýt, lại gọn nhẹ hơn so với tàu điện. Đường sắt một giai vận hành bằng điện nên thân thiện với môi trường và vận hành chính xác. Hình thành đô thị nén mới lấy ga đường sắt một giai làm trung tâm, không phụ thuộc vào các phương tiện cá nhân như xe máy, ô tô trong phạm vi 1 km. Tại mỗi ga sẽ bố trí các công trình thương mại, trường học, công trình công cộng nhằm hình thành không gian nhộn nhịp trước ga. Nhờ việc kết nối các đô thị mới lấy nhà ga làm trung tâm này bằng tuyến đường sắt một giai mà có thể hình thành nên vành đai đô thị lớn. Hành lang xanh bảo vệ tuyến dầu không chỉ là đất cây xanh đơn thuần mà còn được sử dụng để xây dựng công viên, khu vui chơi giải trí, bảo vệ sinh thái, thể dục thể thao. Trục Bắc Nam là bộ mặt của đô thị Uông Bí. Đường Trần Hưng Đạo và sông Sinh kết nối từ chùa Ba Vàng ở phía Bắc đi qua trung tâm hành chính, công viên quanh hồ đến các trọng điểm xây mới ở phía Nam. Khu vực phía Nam sẽ xây dựng trung tâm thương mại lớn nằm ở phía Bắc kết hợp với ga đường sắt một giai. Tòa tháp đôi trước ga và trục dọc từ đó đi chùa Ba Vàng trở thành bộ mặt của đô thị mới. Phía Nam của ga sẽ xây dựng các trung tâm thể dục thể thao mới bao gồm cả chức năng trị thủy và thân thiện với mặt nước. Việc thổi sức sống mới vào khu vực trung tâm thành phố hiện hữu cũng rất quan trọng. Xây dựng các tuyến đi bộ quanh hồ công viên nằm ngay cạnh trung tâm hành chính, hình thành các khu vực thương mại văn hóa là nơi giải trí cho người đi bộ. Khu vực phía Đông xây dựng trường Đại học Hạ Long mới trở thành trung tâm văn hóa, giáo dục, khoa học, kỹ thuật. Giáo dục sẽ đào tạo con người sẽ phát triển các ngành công nghiệp sẽ phát triển đô thị. Khu vực được kỳ vọng sẽ trở thành đô thị đại học, một trọng điểm đầy sức sống mới nhờ vào việc liên kết trường đại học và các chức năng đô thị khác nhau. Địa điểm nằm ở phía Tây này là đầu mối giao thông giao giữa các đường đi Hà Nội, Hạ Long, Yên Tử và Hải Phòng, là vị trí rất thuận lợi về mặt giao thông. Tại vị trí này, cùng lúc xây dựng các bến xe buýt và ga đường sắt một giai, sẽ bố trí thêm các khách sạn, công trình du lịch, công trình thương mại để hình thành trọng điểm du lịch cửa ngõ. Chìa khóa phát triển của Uông Bí trong tương lai đó là công nghiệp và du lịch. Phần đất nông nghiệp khu vực phía Tây sẽ hình thành khu nông nghiệp công nghệ cao, tận dụng lợi thế khu công nghiệp Phương Nam và cảng Điền Công hiện có để xây các khu công nghiệp, hình thành các ngành công nghiệp sạch, công nghệ cao.
Yên Tử là cái nôi của Phật giáo Việt Nam, là di tích lịch sử quan trọng đang được đưa vào danh mục dự kiến đề cử di sản văn hóa thế giới. Cùng với việc bảo vệ tự nhiên, sinh thái, lịch sử, văn hóa là xây dựng các trọng điểm du lịch cửa ngõ tại khu lân cận nút giao thông với đường cao tốc. Không chỉ là quần thể di tích Yên Tử mà cần đưa toàn thành phố Uông Bí thành khu du lịch. Để làm được điều đó, cần tạo ra những sản phẩm du lịch đa dạng dựa trên đặc tính từ khu vực để đáp ứng với nhu cầu đa dạng. Từ đó, có thể xây dựng được khu du lịch phát triển bền vững. Nào, kỷ nguyên mới của thành phố Uông Bí sắp bắt đầu. Uông Bí, thành phố xanh thông minh, trung tâm phía Tây của tỉnh Quảng Ninh, tràn ngập sức sống của con người và công nghiệp, hài hòa giữa truyền thống và đổi mới.